Rồi, xin chào mọi người, thì chúng ta lại gặp nhau. Thì ngày hôm nay thì kênh YouTube Vượt Lên Chính Mình Vlog sẽ gửi đến một cái video ngắn nói về cái công viên Lê Thị Riêng và cái lịch sử của công viên này và cái nơi hình thành cái công viên Lê Thị Riêng này trước đây tiền thân nó là gì. Thì sau đây mời mọi người theo dõi cái video của tôi. Thì hầu hết với nhiều người thì cái chết dường như là một điều bí ẩn, và con người của chúng ta đã không ngừng tìm kiếm những lời giải cho điều bí ẩn đó. Thì cuộc sống trần gian mà cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày mà chúng ta đang sống, chúng ta có thể cảm nhận được cái cuộc sống đó. Tuy nhiên sau cái chết đó là điều gì mà chúng ta phải tò mò, mà nhân loại phải luôn nghiên cứu và khám phá. Có phải chăng thì bên cạnh một cái chiều không gian thực tại, một chiều không gian vật chất mà chúng ta đang sống, thì vẫn còn tồn tại một chiều không gian khác, mà chiều không gian này nó dành cho người cõi âm. Thì hôm nay tôi đang đứng giữa công viên Lê Thị Riêng, đứng giữa những cái hàng cây xanh bóng mát như thế này, đứng giữa những cái thảm cỏ xanh mát như thế này, thì ít có ai biết rằng chính công viên Lê Thị Riêng này ngày xưa tiền thân nó chính là nghĩa địa Đô Thành, và sau này được đổi tên thành là nghĩa địa Chí Hòa. Rồi sau ngày 30/4/1975 thì đổi tên thành công viên Lê Thị Riêng cho đến ngày nay. Theo lời kể của các cái vị cao niên mà họ đang sống ở khu vực này, thì công viên Lê Thị Riêng chính là một trong những cái nơi mà linh thiêng bậc nhất vào thời chiến tranh. Thì giờ đây á, mọi người có thể nhìn thấy những hàng cây, hồ câu cá, khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, mọi người mà sống ở khu vực này, nhất là những người cao tuổi, vẫn hay kể cho nhau nghe về câu chuyện về những âm hồn binh lính chết trận. Họ bị chôn tập thể nên chẳng siêu sinh được và thường xuyên hiện hồn về than khóc. Và những câu chuyện này nó đã được nhiều trang báo chính thống ghi lại và được nhiều người truyền miệng cho đến ngày hôm nay. Thì theo các vị cao niên thì trước đây á, thì nghĩa địa Đô Thành đã có vô số những cái nấm mồ, đặc biệt là những cái nấm mồ vô danh, những nấm mồ của những người không có người thân thừa nhận. Thì những nấm mồ này đa số là những binh lính chết trận. Thì một trong những cái câu chuyện mang đậm màu sắc tâm linh, mang đậm màu sắc quyền bí, đó chính là câu chuyện là những cái âm hồn này vào ban đêm họ hiện hình thành những cái người buôn thúng bán bưng, đặc biệt là buôn bánh giày, bánh chưng, và họ đứng ở đường Lê Văn Việt cũ và chờ cho có người sống đi ngang và họ mời mua. Sau đó họ dẫn dụ vào trong cái khu nghĩa địa này để ngủ qua đêm. Và câu chuyện này, và dường như ai là sống ở khu vực quanh đây đều biết rõ cái câu chuyện như thế này. Thì theo một bác cao niên sinh sống ở gần đây kể lại rằng, vì cái nghĩa địa bị đồn có ma là cái chuyện rất bình thường, còn không có ma thì mới chuyện lạ. Thì huống chi là cái công viên này trước đây là cái nghĩa trang Đô Thành, và từng có một hố chôn tập thể vô cùng to lớn. Và cái hố chôn này được nhiều vị cao niên ở đây xác nhận. Theo như lời bác nói, thì sau cái trận Mậu Thân năm 1968, thì xác người la liệt mà hầu như không có ai đến nhận, thì chính quyền chế độ cũ thời điểm bây giờ không biết phải xử lý như thế nào đối với những xác chết trong giai đoạn đang phân hủy với một số lượng lớn như vậy. Thì đã cho lực lượng đào một cái hố to trong cái nghĩa địa Đô Thành rồi tiến hành chôn tập thể. Dù là hố sâu nhưng do cái lượng xác người quá lớn cho nên cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Và nhiều ngày liền thì cái dân xứ Bắc Hải thời điểm này có một số gia đình phải khóa cửa, một số gia đình phải lánh đi chỗ khác chờ cho cái mùi tử khí tan đi rồi họ mới quay trở về. Thì chính từ cái biến cố này mà cái lời đồn ma ám về những người lính chết trận nó đã được hình thành. Thì dân Sài Gòn Chợ Lớn thời điểm bấy giờ rất là sợ hãi mỗi khi phải đi ngang qua cái nghĩa trang Đô Thành. Cái tâm lý bất an này nó ngày càng lan rộng. Thì chính quyền chế độ cũ
đã tiến hành dựng một bức tượng Địa Tạng Vương tại nghĩa trang này để thờ cúng, để giảm bớt được cái tâm lý lo sợ cho người dân trong thời điểm lúc bấy giờ. Thì bây giờ để tôi qua tôi xem những cái người họ đang chơi ném bi sắt ở đây. Thì trước khi tôi quay lại cái câu chuyện của mình đang kể, thì mình qua đây để xem cái trò chơi mà tôi nghĩ rằng trò chơi này ở đây cũng rất là lâu rồi. Cách đây 7-8 năm đó là tôi cũng đã từng vào trong đây để chơi. Thì tôi đã thấy họ đã chơi cái trò chơi ném bi sắt rồi. Thì ngày hôm nay quay trở lại thì cái trò chơi này vẫn còn, và còn đông hơn lúc trước nữa. Cái lực chơi này dễ không anh? Dễ, cái hò mà gần cái bức sông nhỏ là tính điểm. Như anh nãy là anh chọi vậy là gần đây hả? Ồ, giờ chọi đá ra luôn hả? Thì bây giờ người ta gần hơn là mình đẩy trái người ta ra để trái mình gần hơn. Hiểu không? Dễ ha. Rồi mình hai cái nó ngang ngang nhau thì sao biết được? Phải đo hả? Đo cái nào, trái nào thua, trái nào ăn. Ủa này trò chơi này thấy chơi lâu lắm rồi nè, ở đây chơi lâu lắm phải không? Lâu rồi. Đi mấy năm quay trở lại vẫn còn chơi. Thì quay lại với câu chuyện. Sau năm 1975 thì công viên này nó được cải tạo, cái khu nghĩa trang này nó được cải tạo để trở thành một cái công viên. Tại vì nằm giữa lòng thành phố mà tồn tại một nghĩa địa thì dường như là một cái điều bất hợp lý. Thì sau khi mà hài cốt được bóc đi hết thì chỉ còn riêng lại là cái bức tượng là Địa Tạng Vương. Thì theo nhiều cái người kể lại rằng thì cái bức tượng này dùng mọi cách để đục đẽo và đem đi, nhưng cuối cùng thì rất là khó khăn. Thì các thầy đã phải tụng niệm rất là lâu, rồi sau đó là mới được đưa về chùa là tu viện Khoan Quan Âm để thờ phụng. Thì cho nên rằng là cái giai thoại về những cái câu chuyện về những cái hồn ma lãng vãng hay là cái bức tượng Địa Tạng Vương linh thiêng ở đây càng làm cho cái công viên này mang màu sắc u ám trở hơn và mang nhiều cái giai thoại về tâm linh nhiều hơn nữa. Thì cặp theo cái đường Trường Sơn á, ở đây á, người họ thiết kế thành cái mô hình đồi cỏ và có những cái bậc thềm đá đi. Thì bây giờ mọi người cùng tôi đi bước xuống cái bậc thềm đá này. Thì ngày nay thì công viên rất là đẹp, cũng rất là xanh mát và đông người đến đây để nghỉ trưa và hóng mát ở đây. Thì theo tôi nghĩ, dân tộc Việt Nam với hơn 4.000 năm lịch sử thì cái văn hóa tâm linh tồn tại trong mỗi người là một điều tất yếu. Cái giá trị văn hóa này theo tôi nghĩ cần phải lưu lại, vì đất nước ta đã trải qua hàng ngàn năm biến loạn, một hàng ngàn năm lịch sử với bao nhiêu cuộc biến loạn, bao nhiêu cuộc mất mát và hy sinh, bao nhiêu xương máu của bao thế hệ người đã ngã xuống. Thì cái giá trị tâm linh để lưu lại, để nhớ lại những người đã khuất, nhớ lại những cái mất mát của cha ông là một điều tất yếu của cuộc sống. Thì người đã mất giống như là một chiếc cầu nối để chỉ cho người sống, sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn với cuộc đời này và trách nhiệm hơn với gia đình, bản thân và xã hội. Thì ngày nay, công viên Lê Thị Riêng đã được lột xác hoàn toàn. Nó được trở thành một trong những khu vui chơi, giải trí, nhiều cái câu lạc bộ khiêu vũ tuột ba tin thì nó cũng được hình thành ở đây. Và trời mà trở về tối thì đây lại là nơi hẹn hò của bao nhiêu người đến đây trò chuyện, tâm sự, câu cá hoặc là hóng mát. Cho nên là cái vẻ u ám và đau buồn khi xưa của cái nghĩa trang đô thành nó đã không còn nữa. Thì ngày hôm nay thì khi có việc đi ngang cái công viên này, và tôi cũng đã tìm hiểu trong cái lịch sử và những cái sử sách và những cái câu chuyện về Sài Gòn, thì tôi muốn làm một cái video ngắn này để gửi đến mọi người, nhắc nhớ về những cái kỷ niệm xưa nơi cái công viên này là từng là một cái nghĩa trang đô thành với nhiều cái câu chuyện về tâm linh, về linh thiêng. Thì tôi cũng xin tạm dừng cái video này tại đây. Thì mong mọi người ủng hộ kênh của tôi để tôi tiếp tục làm ra những video tốt hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người, xin hẹn gặp lại.